Một con tay ga dành cho các nam hoặc các bé đi học. Dòng size này khá cao ha, những anh em phải từ 1m6 đổ lên đến 1m8. Con này là con X655, 665. Các bạn chỉ đọc cái mã X665 nó sẽ là cái gì là mình biết liền. Và thứ nhất, thứ hai nữa là dưới cái đường link YouTube, dưới cái video này nó sẽ có cái đường link, nó sẽ báo giá cụ thể, chi tiết, bảo hành. Còn cái số điện thoại thì anh chị em nào cần gọi trực tiếp thì cứ gọi qua Zalo cho mình, không có tốn kém, tại vì mình gọi mạng mà. Quay lại con này, dòng size 27 inch, sẽ là khá cao. Và nó là con cao nhất của dòng xe bãi Nhật bãi mình nè. Xe đạp tay ga là gì, cách chạy như thế nào? Đã dùng từ xe đạp là phải đạp được nha các bạn. Cái chiều cao của mình 1m74 thì hơi với chân rồi đó. Anh chị em muốn cao nữa hoặc hạ xuống, cứ ghi đồng ông tăng với yên thì cứ hạ hoặc nâng, tùy theo cái chiều cao của người sử dụng. Xe đạp là phải đạp được. Cân nặng của mình là 78 kg. Các bạn lưu ý cái cân nặng. Các bạn thấy mình đang để số 3, khá nặng. Cân càng nặng xe càng chạy nhanh, không thích hợp lý với số này, trả về số 2. Ngừng cái chân một nhịp là trả số, ngừng chân một nhịp là trả số hoặc vô số để tuyệt đối an toàn. Như mình đang đi ngược gió, các bạn nghe ù ù gió nặng chân quá, trả về số 1. Đạp nhẹ quá, tốc độ chậm quá không thích, lên số 2. Muốn đi nhanh nữa, lên số 3. Và 1, 2, 3 này là phần cơ, không có điện đóm. Thứ nhất, thứ hai nữa, cái nhu cầu, sở thích, sức khỏe của mỗi anh chị em tùy theo cái chọn này. Ông bà lớn tuổi thì đi số 1 thôi, rất là nhẹ, nhưng không đi nhanh. Ông bà lớn tuổi không cần góc độ đâu các bạn, họ chỉ cần cà phê, sáng thể dục. Cháu thì đi số 2 và số 3 là vừa. Đó là về phần cơ không, không điện đóm ha. Lưu ý đầu tiên là cứ trả số hoặc vô số, cứ ngưng chân là tuyệt đối an toàn phần số. Cái lưu ý thứ hai là phần điện, bắt đầu chạy điện. Khi mở điện, để tránh trường hợp là hỏng hóc cho động cơ và để kéo dài cái tuổi thọ của pin, các bạn đừng ép là như thế nào, không cho chớ miếng nào hết, ngồi ép nè. Các bạn thấy nó vẫn đi ha, nhưng mà cái này là sai nguyên tắc. Năm dài tháng rộng thì nó dễ tổn hại động cơ. Dậm phụ nó một cái, mồi nó một cái, cho nó cái chớn. Đúng không? Rồi đi luôn. Rất đơn giản, chứ không có gì hết, nhưng phải nắm nguyên tắc chút là được. Cái tải 78 kg của mình thì nó cho chạy khoảng 20-25 cây số trên 1 giờ thôi, không chạy nhanh được. Phần đang đi ngược gió nữa. Đó là cách chạy thứ hai, ngồi một chỗ chạy. Gió quá các bạn. Mấy ngày lễ này mưa bão. Và chuẩn bị bước cho công viên, mình thử về cái tốc độ khỏe của động cơ. Thì mình sẽ không đi số nặng chân, mình sẽ đi số 2 là vừa chân. Và đúng nguyên tắc là trả số kiểu này là sai nguyên tắc ha. Các bạn lết xe lên xíu tự động nó ôm cái dàn số lại phía dưới. Cách thứ hai là ngồi vặn không ha. Cách thứ ba là các bạn chạy cách này là khỏe xe nhất. Vừa đạp, vừa yoga, mọi địa hình bất chấp hết. Cỏ dày cỏ này mà nó leo mà nó khỏe nữa. Cứ hai thằng này kết hợp lại, chân với tay kết hợp lại, nó bao các bạn chạy hết. Có giày gỡ nào nó cũng leo láng hết. Đạp vặn. Nói đạp chứ thực chất không có đạp ha. Motor nó cuốn mình đi rồi, nhưng mà nó hỗ trợ rất tốt cho cái bộ phận máy. Rất đơn giản. Một là đạp không, hai là ga không, và ba là vừa đạp vừa ga. Đi xuống nhất cách thứ ba.
không thích chạy điện thì tắt máy, trở về xe đạp thường. Mệt quá mở máy phụ à, rất tiện lợi dòng này. Để mình lấy đồ đạc xuống. Bộ phận số 123, nhanh chậm nặng nhẹ là do phần này. Một nấc là đã chạy được rồi. Các bạn nghe động cơ Ritten ghê không? Nhưng mà nó là không tải. Khi có tải nữa thì nó sẽ không nhanh được đâu. Như anh chị em nghe nó rít động cơ lên, tưởng nó chạy 4, 50, 6, 70 không có. Hai nấc là có đèn phía trước. Những bộ phận đùm trước và đùm sau này thì mình đã vô mở bò lại hết đó nha các bạn. Niền thép không rỉ, cam inox và vỏ ruột zin. Đây 27138. Cặp vỏ của Bridgerton. Về còn khá mới ha. Những cái chỗ móp này mình đã gò lại rồi ha. Và khung sườn nhôm. Như mình nói rồi, Panasonic thì gần như 90% là khung sườn thép. 10% còn lại là khung sườn nhôm, nó lọt qua những con như vậy. Và các bạn nhìn cái mối nối của nó, các bạn sẽ thấy được khung sườn nhôm nó hàng vảy cá kiểu này. Nhìn cái biết liền luôn. Càng thắng nhôm. Cốt yên nhôm. Đó, như nãy mình nói rồi. Các bạn cao nữa thì lên nữa. Đối với mình thì mình phải lên khoảng tầm 3 phân nữa mình đạp mình mới thẳng dò được. À, 3 phân thì mình phải kéo con này lên 1-2 phân nữa cho nó hợp lý với cái tay của mình. Tăng giảm chiều cao. Yên zin. Ba ga và về nóc. Con này đồ nó còn sáng sủa. Đùm nhôm. Ba số quyết định được nhanh chậm nặng nhẹ là do anh đó đó. Niền thép không rỉ, cam inox và bộ thắng bi. Thắng bi là sẽ bấu bằng 6 viên bi, nó không có bố thắng để các bạn thay ha. Và cái điểm tra dầu mỡ của nó là cái nút đen này. Khô dầu khô mỡ nghe ét thì các bạn bảy cái nút ra cho R77 vô. Kỹ xíu nữa thì dầu hôi xả hết đất cát trong đó ra, vô nhẹ mới nhớt. Bởi vậy các anh em phải biết có một chút về gọi là linh tinh đó. Lốc máy nhôm, giò nhôm. Giò là cái này nè các bạn, bàn đạp zin. Vỏ ruột sau của Bridgerton. Đặt tay zin. Vẫn là giò nhôm và bàn đạp zin. Đây là bộ tăng sên tự động ha, sên trùng tự căng. Quan trọng nhất vẫn là pin. Sạc thôi. À, trong xe sẽ là một cục pin 8A mới 100%. Cái câu này của mình nè, mình bị ông anh ổng không nắm được cái, ông quay qua ông bắt bẻ mình cái câu này. Bởi vậy anh chị em thấy không, không phải đơn giản. Nói là bút xa là gà chết. Các bạn lưu ý ha, cục pin 8A mới 100%, tải 50-55 kg, nó cho các bạn chạy 20-25 cây số một lần sạc 3 tiếng 3 tiếng rưỡi. 50-55 kg, 20-25 cây số một lần sạc, sạc bằng điện 220 trực tiếp vào cục pin, không phải tháo ra. Ở đâu có điện là các bạn kéo sạc à. Hoặc những anh em chị em chung cư thì các bạn phải khóa bánh, mở cái đem ra ngoài.
Rồi các bạn muốn sạc ở đâu đó sạc. Uống ly cà phê hết pin, ghé vô sạc. Đi học hết pin, ghé vô trường sạc, chiều đi về. Anh em công sở cũng vậy, vô chỗ làm sạc, chiều gá vô. Và khi các bạn tháo cục pin ra, nó sẽ không có liên quan được phần cơ và phần điện này, nó không liên quan ha. Là có nghĩa là sao? Pin cho dù nó đang sạc đi nữa thì các bạn vẫn là một chức năng của một chiếc xe đạp. Nó không có hỗ trợ điện thôi. Nó vẫn phải đạp được hết. Tại sao mà nói ông anh ổng không coi video bên mình. Ông quay qua ông trách. Tôi chạy được có 18 cây thôi. Tôi không đủ 20 cây. Tôi hỏi ủa ai chạy vậy anh? Ông nói là ổng chạy, trong khi đó ổng 75 kg. Các bạn thấy một điều chớ trêu là mình đọc lúc nào cũng 50-55 kg. Tại sao mình nói được điều đó? Thứ nhất là mình lấy của ý kiến của nhiều anh em, cô bác anh chị, người ta chạy xe chị chạy khoảng tầm nhiêu vậy chị? Và thứ hai nữa là mình lấy chính cái tải của vợ mình là 55 kg. Mình chạy được 23 cây 5 23 cây rưỡi. Các bạn thấy mình lúc nào mình cũng đọc ở dưới cái mức của nó hết 20 thôi. Các bạn chạy 25 cây các bạn sẽ không phản ánh, nhưng các bạn chạy thiếu một cây hai cây như ông anh đó là phản ánh liền. Các bạn thấy không? Bởi vậy anh chị em nghe rõ cho mình. Và nó sẽ lệ thuộc vào cái đường đi, là cái đường bằng, đường dốc, đường đèo, đường gì đó. Thứ hai là cái tải của người sử dụng. Và thứ ba là cách chạy của người sử dụng. Anh nói anh tôi lên tôi ngồi tôi bằng máy không á, tôi không có đạp gì hết. Rồi anh quay qua anh nói cục pin không đủ. Và nếu anh coi được video này thì giống như anh nói rồi, anh nói là gì đó thì anh cũng nói, tôi nói hoàn toàn đúng hết. Anh nên coi lại cái video. Cách chạy nè, tải trọng nè, và đoạn đường gồ ghề đèo dốc hay như thế nào đó. Và mình nói lần nữa là mình sẽ không bao giờ bao km. Mình sẽ bảo đảm pin bảo hành 6 tháng. Mới 100% bảo hành 6 tháng cho anh chị em, không bao km. Nhưng anh chị em cứ hỏi là chạy khoảng tầm được bao nhiêu, thì mình nói với cái tải đó đi được khoảng bao nhiêu đó thôi. Và còn cái cách chạy, còn nhiều yếu tố khác nữa. Rồi thôi, cảm ơn anh chị em. Mọi liên hệ 0909 77 5445. Mã con này là X665. Cảm ơn anh chị em.